Number one. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến một cái sản phẩm nó khá là thú vị cũng như là nó khá đặc biệt để chúng ta có thể là cùng bàn luận trong cái video ngày hôm nay. Và không phải sản phẩm nào khác, đó chính là một chiếc điện thoại thương hiệu Việt, đó chính là V-Smart Joy 1. Và đây là những hình ảnh đầu tiên về chiếc V-Smart Active 1 và V-Smart Joy 1. Và cả hai trong số 4 mẫu smartphone sắp bán ra của tập đoàn Vingroup. Đây sẽ là một niềm tự hào của đất nước Việt Nam nếu như mà những sản phẩm này thực sự ngon và nó thành công ở thị trường Việt Nam trước đã. Rồi chúng ta sẽ cùng nói đến những thị trường nước ngoài sau. Và Vingroup đã chính thức thông báo sẽ ra mắt một loạt những smartphone mang thương hiệu V-Smart vào ngày 14 tháng 12 mới đây. Thì bọn mình cũng đã tìm hiểu được cũng như tìm tòi được một vài những cái hình ảnh ở trên mạng và cũng như ở trên một vài những cái trang báo điện tử thì nó chụp ở trong cái nhà máy sản xuất smartphone của V-Smart tại Hải Phòng. Và tại đây thì nhiều mẫu máy chưa được công bố đã lộ diện, và theo thông tin mà mình có được từ nhiều nguồn thì Vingroup sẽ ra mắt 4 mẫu smartphone trong thời gian tới, và trong đó có 2 chiếc máy được Vingroup nhá hàng trong ngày hôm nay, đó chính là chiếc V-Smart Active thuộc phân khúc tầm trung và V-Smart Joy giá rẻ. Và như vậy, cho dù là hầu bao của người dùng có rủng rỉnh hay là không thì V-Smart vẫn sẽ có những sản phẩm có thể là đáp ứng nhu cầu của mỗi người. Và đầu tiên thì sẽ là V-Smart Active 1. Mẫu V-Smart Active 1 này thực chất đã từng bị lộ diện trước đây qua một hình ảnh rò rỉ mở hộp, và ngày hôm nay thì Vingroup dường như đã chính thức xác nhận sự tồn tại của chiếc máy này. Vỏ hộp thương mại của chiếc Active 1 được bày bán công khai ngay tại trong nhà máy sản xuất. Và các bạn có thể nhìn qua về một vài những cái thiết kế thì thực sự mình thấy rất ấn tượng, cũng như trông nó rất là đẹp và bắt mắt, rất là sang trọng luôn. Và mặt sau thì làm mình liên tưởng tới cái mặt lưng dạng dạng kiểu giống như là chiếc Xiaomi Mi 5 ngày xưa, thì nó bẻ cong ra hai hướng rất là đẹp, cũng như rất là cầm nắm nó sẽ dễ chịu hơn. Và về thiết kế thì Active 1 sẽ có mặt lưng được làm bằng kính uốn cong. Mặt lưng này sẽ bao gồm cụm camera kép được đặt dọc và đèn flash LED kép và cảm biến vân tay cũng như logo và tên thương hiệu của V-Smart. Và mặt trước của chiếc máy sẽ đi theo thiết kế toàn màn hình, nó có tỷ lệ tràn viền chứ không phải là kiểu tai thỏ. Tuy nhiên vẫn còn một phần viền trên dưới của màn hình Active 1 sẽ không có tại cái tai thỏ này. Và các bạn nếu như mà những người mà không thích chiếc tai thỏ thì cái này sẽ rất là phù hợp. Và máy sẽ có hai phiên bản màu sắc, đó chính là Carbon Black là màu đen cũng như là Sand Gold là màu vàng. Và về chiếc Smart Joy 1 thì V-Smart Joy 1 là mẫu máy giá rẻ nhất. Chính vì vậy, đây mặt lưng của chiếc máy sẽ được làm từ nhựa. Mặt lưng của V-Smart Joy 1 thoạt đầu trông rất giống với chiếc Active 1 về cái cách thức bài trí. Tuy nhiên khi mà nhìn kỹ thì Joy 1 chỉ được trang bị cụm camera đơn, và chúng ta bên dưới sẽ có cái cụm đèn flash LED được đặt dọc để cho nó giống như là một cụm camera kép vậy. Và ở phía bên cạnh thì chúng ta đương nhiên sẽ có cái cảm biến vân tay rồi. Và máy cũng sẽ có hai phiên bản màu sắc, đó chính là Black là màu đen cũng như là Silver là màu bạc. Và sắp tới đây thì vào ngày 14 tháng 12 thì V-Smart sẽ chính thức công bố 4 chiếc điện thoại này. Và các bạn đừng quên là hãy cùng chờ để có thể là đón nhận một cái sản phẩm đến từ chính thương hiệu Việt, và để xem rằng là liệu chiếc máy này có thành công ở thị trường Việt Nam hay là không. Và chúng ta sau đó thì sẽ cùng bàn đến, đó chính là về thị trường quốc tế. Và các bạn thấy sao về chiếc máy này cũng như có ý kiến gì thì hãy cứ để lại comment ở phía bên dưới để chúng ta có thể là cùng bàn luận nhé. Và đến đây thì video của mình sẽ được kết thúc, và xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. You're number one.